sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu để biết bao. Những xích mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây, cùng chung tay vui quên tháng ngày. Tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Tiểu thư à? Gì vậy? Tiểu thư, ngày hôm nay tiểu sinh sẽ phục vụ cho tiểu thư từ A đến Z đó. Ê, em có bậy bạ nha. Bậy bạ gì đâu, từ A đến Z tức là phục vụ tới răng đó. Nếu tiểu thư muốn ăn, tiểu sinh sẽ đút cho ăn nè. Nếu muốn uống, tiểu sinh sẽ lấy nước đút tận miệng cho tiểu thư uống. Còn không thích, tiểu sinh sẽ mướn cho tiểu thư. Đang lãng mạn nhìn cái tô cái là tụt mút à. Sao vậy hả? Cái tô gì mà xấu ơi là xấu luôn vậy đó. Tiểu thư cũng biết là nhà của hoàng đồ cổ không à. Thôi bớt nha. Có nhớ cái nụ cơm điện không à? Thôi bớt nha. Trời ơi, nói chuyện mà cứ hả giống như là mấy cái phim ngôn tình kiếm hiệp vậy đó. Nếu tiểu thư không thích thì tiểu sinh chị lại bình thường. Không thích hả? Để giờ ăn đi. Nè. Ờ. Nguyên. Đâu đó? Trời ơi, cái bông đẹp quá ha. Bông này mua ở đâu vậy? Rồi, khỏi. Xuất sắc. Khỏi, bông giả có gì đâu mà coi. Đi đâu đây? Tao mới là người hỏi mày đi đâu nè. Ừ, cái gì? Tự nhiên sọc chạy nhà tao mày. Ai kêu nhà mày không có cửa? Ê, người lịch sự nhà không có cửa đứng ngoài gọi chủ nhân ra mới được vô. Khỏi biện minh. Thảo Nguyên, đi đâu? Thì nhà anh thấy nhà hoàng có cái bông mới mua đẹp quá con. Nè, đẹp. Thôi, hai người khỏi diện. Hai người khỏi xạo. Là như tôi không biết hai người đang yêu nhau à. Biết mẹ. Biết hết rồi. Cần không? Cần không? Chụp hình lại gửi phụ huynh. Cần không? Cần không? Cần không? Biết hết rồi, cần gì giấu nữa. À dạ, biết hết rồi, lộ luôn đi. Nè, à, dạ. Trời ơi, đúng rồi. Đâu bụng luôn. Ê. Bí mật. Uê, hai người coi tôi là người khúc mặt khúc mày hả? Ê, tôi chụp hình tôi gửi phụ huynh nè. Không chơi trò đó mày. Vừa phải thì còn tôi ở đây. Mày qua đây làm gì? Tôi qua đây tôi kiếm bé lì. Cái gì? Nhà tao? Là qua đây kiếm bà lì thôi hả? Bà lì mới đi chợ rồi, đi chợ kiếm bả đi chứ qua đây làm chi? Trời ơi Lì ơi, em đi chợ mà em cũng tắt nguồn điện thoại nữa, Lì ơi. Qua làm xào xáo gia đình ta vậy thôi, đi về trời đó. Thôi, ăn tiếp đi trời. Đói quá, giờ đói luôn á. Đói cả buổi nha. Muốn nấu món khác không? Yên tâm đi học rồi, tự học được hết. Anh miếng cà chua cho đẹp da rồi. Ngon. Gì ăn cơm gì? Ngon không? Dạ, ngon. Dạ ngon. Ăn cái gì mà ăn? Đang giảm cân, đẹp dáng. Tránh ra. Nó qua bên kia ngồi ăn, Gì làm gì vậy? Tới giờ tập yoga rồi. Mỗi ngày phải tập yoga, dáng mới đẹp được phải không? Đó. Gì? Gì? Gì tập yoga bao nhiêu phút? Có mấy phút mà. Mấy phút là mấy phút gì? 30 phút mà. Hả? Ủa
tập yoga xong là đi vậy luôn. Cái gì lên này. Ăn cơm tiếp đi. Trời ơi, cuối cùng cũng được ăn, đói quá, đói luôn rồi đó. Ngồi. Bây giờ nó nguội hết trơn rồi, ăn gì nữa. Ê, nhưng mà mày, mỗi lần mà dì Hường tập yoga bị giọt bẻ vậy đó là nằm 3 ngày không xuống giường. Chỉ là mình có cơ hội hẹn hò ở nhà nữa rồi. Được, cũng mới thấy hẹn hò ở nhà không có ổn xíu nào. Gì đâu không ổn, cơm nguội đúng không? Ừ. Cái này để Hoàng ăn. Bây giờ Hoàng sẽ vô bếp xào mì cho Tiểu Thư ăn. Yeah. Chị Long Nguyên, chị Long Nguyên, mẹ về rồi kìa. Mẹ bắt hai chị em mình nấu cơm á. Ủa thì nấu cơm thì em nấu đi. Trời, chị nấu đi, chị lớn hơn em mà. Vậy chứ em ở đây làm gì mà không về nấu cơm? À, tại vì là hôm nay anh Hằng rảnh nên là em qua đây. Em quay clip với anh Hoàng nè. Nè, em chuẩn bị máy luôn rồi nè. Huy Hoàng và Thảo Linh, không ba. Ý dễ vui quá. Mời nhanh đi, không mời hết hết. Rồi, ai qua đây hát bài gì hát quay. Trời đất ơi, thấy không? Đã nói là đừng có hẹn hò ở nhà rồi. Từ nãy tới giờ hả? Thất bại hết lần này tới lần khác à. Ơi, cứ tưởng là hẹn hò ở nhà sẽ vui chứ. Đây là món kem mà Thảo Nguyên thích nhất nè. Trời ơi, lãng mạn quá à. Nguyên thích quá sợ luôn á. Nguyên đã nói với Hoàng ngay từ đầu rồi, Hoàng thấy không? Hẹn hò thì mình đi ra ngoài hẹn hò đi. Chứ mình ở nhà làm gì? Chui rút giống như mấy con chuột vậy. Có như vậy mình mới hiểu được tâm trạng của mấy con chuột. Tụi nó thật là đáng thương. Xàm. Tự nhiên cái đang nói chuyện lãng mạn cái nhắc mấy con chuột chi vậy? Hết lãng mạn luôn á. Tại Nguyên nhắc tới mấy con chuột chứ bộ. Bỏ. Giờ mình nói chuyện khác đi. Chuyện gì nè? Hoàng. Hả? Hoàng nhìn ra ngoài trời đi. Hoàng thấy trời mưa đúng không? Trời mưa rất là lãng mạn nè, Hoàng có cảm thấy gì không nè? Hoàng thấy đáng thương cho những người buôn gánh bán bưng. Mưa giờ họ núp ở đâu? Rồi hàng hóa ế ẩm. Xàm nữa. Tự nhiên tao đang nói chuyện lãng mạn, mấy cặp đôi yêu nhau, nhưng buông gánh bán bưng gì đây? Thôi giờ bỏ qua đi, Nguyên nè. Bây giờ, Nguyên muốn nói gì, Hoàng sẽ nói điều đó cho Nguyên nghe, mát lòng, mát dạ. Tự nhiên nha, tự nhiên bây giờ Nguyên thích được nghe những cái lời ngôn tình. Thích lắm. Và đặc biệt, những lời ngôn tình đó phát ra từ miệng của một sói ca. Đúng rồi. Nguyên nè, Nguyên có biết không? Cuộc sống của Hoàng trở nên có ý nghĩa hơn từ khi Thảo Nguyên chấp nhận là bạn gái của Hoàng. Và bây giờ cho dù trời có sập xuống, bão táp kéo tới, thì Hoàng sẽ dùng thân mình để che chở cho Thảo Nguyên được an toàn. Đốt quay cho tao quay. Tao dậy cho Thảo Nguyên. Chị gì vậy? Chị gì vậy? Con ơi, về đi. Trời ơi, con giang hộ tốt độc phá quá, cô không thanh toán tiền, về đi. Không được, tụi con đang hẹn hò mà. Thôi, không có hẹn hò gì hết trơn á. Nguyên đã nói rồi, hẹn hò không có lãng mạn gì hết. Lãng xẹt. Hả? Hả? Ai? Ai lãng xẹt? Đưa qua lãng xẹt. À, thì ra là con của bà phải không? Nguyên! Quang đập Quang, đập hai đứa này cho tao. Hoàng gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.